Nhóm thông nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì con rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi được đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Quỳnh. Thì rất là may mắn cho gia đình của bé Ti khi mà chú Quỳnh nó dành một tình thương rất là to lớn cho gia đình của bé nha. Thì cũng giống như thông lệ của mỗi tháng vậy đó, là chú tháng nào cũng sẽ gửi tiền về để mà lo cho bé Ti với Kiều Vi, lo cho khoản chi phí ăn học nha, cũng như là bé Xuyên nữa. Bây giờ thì xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng vào nhà để thăm gia đình nha. Dạ. Dạ, em chào chị. Chào mấy đứa. Dạ, nay phòng mình sửa xong chưa chị? Nay xong rồi, còn bê. Phòng bê nữa hả? Đi làm phòng. Dạ, giờ em tò mò quá, giờ có thể cho em vô coi một cái được không? Được. Dạ, dắt em đi coi đi ha. Kiều Vi dắt chị vô coi phòng mới nha. Phòng là làm xong rồi mình mới lắp máy ha em. Dạ. Wow. Hồi trước thì là dựng bằng mấy cái miếng ấy á. Giờ là chưa có điện hả Kiều Vi? Dạ, chưa có gắn. Phía trước này thì làm xong hết trơn rồi, giờ chỉ còn bê thôi à. Ở trong này thì chưa có gắn điện. Phòng này xây lên vậy thì diện tích nó có lớn hơn hồi trước không Kiều Vi? Dạ em thấy cũng vậy. Cũng vậy ha. Rồi, chị thấy cũng rộng lắm á nha. Rộng hơn phòng chị luôn. Ôi sáng quá. Anh Nhật đang làm gì đó? Vệ sinh. Đang vệ sinh ha anh. Này mình làm dự tính khoảng bao nhiêu ngày nữa là xong anh Nhật hả? Thì chợ nó vô có 4 ngày nữa à. 4 ngày nữa mình mới bê ha. Dạ. Wow. Phòng đẹp quá. Cái này mình định bê màu gì anh hả? Màu xanh trắng. Xanh trắng. Chị là cũng tựa với cái màu gạch luôn. Tựa với màu này nè. Dạ. Ôi đẹp quá. Dạ rồi, vậy anh Nhật tiếp tục làm nha. Dọn đồ ra ngoài hết rồi. Mấy hôm nay phòng sửa thì hai chị em ngủ ở đâu? Dạ đây. Ở đó luôn hả? Có hai cái giường á chị. À rồi hai chị em ngủ ở đó luôn. Rồi em qua ngồi cạnh mẹ đi. Dạ. Hình như là chị nghe nói là đã có kết quả chính thức của kỳ thi tuyển sinh rồi hả Kiều Vi? Dạ. Đậu hay rớt? Dạ đậu. Đậu rồi. Điểm cũng cao đúng không? Dạ cũng vậy chị. Cũng vậy. Có một điểm mấy. Vậy là cũng đỡ lo rồi. Thì mấy hôm nay á, phòng sửa chữa rồi lại thì nhà cửa của mình nó cũng hơi bừa bộn hả chị? Dạ. Dạ. Rồi còn mấy ngày nữa là xong rồi là mình có phòng mới này, rồi gắn máy lạnh vô nó ngủ cho nó mát. Chắc hết tuần này quá. Hết tuần này luôn hả chị? Còn xong rồi cái chuyển đồ, đồ lau chùi đồ nhiều lắm. Dạ. Người ta lắp máy nữa. Dạ. Thì cỡ này còn lúa không chị? Hết rồi, hết rồi, lâu rồi. Hết lâu rồi ha. Thì chừng nào thì mới có lúa lại? Thì cô không biết. Đây tới gầm không biết. Dạ, cỡ này ở nhà có làm gì không? Thì dọn dẹp làm cho thợ nấu cơm đồ nước nôi. Dạ, vậy là hổm giờ là chỉ lo cơm nước cho mấy chú thợ thôi chứ cô không có làm gì. Không làm gì. Dạ. Ti thì khi nào em mới được nghỉ hè Ti? Em không biết. Không biết nữa, em thi xong hết chưa? Vẫn chưa. Vẫn chưa luôn. Rồi, có bắt đầu thi môn nào chưa hay là vẫn còn đang đi học? Mới mà thi môn tiếng Anh. Mới thi môn tiếng Anh à, thi mấy ngày rồi? Thì hôm qua người ta làm bài có được không? Được. À, nhắm khoảng là mình được bao nhiêu điểm? Không biết nữa hả? Không biết. Rồi Xuyên thì sao? Em đang nghỉ hè. Đang nghỉ hè. Ủa sao lớp lớn mà được nghỉ hè sớm hơn ta? Kiều Vi hình như cũng được nghỉ rồi đúng không? Dạ. Rồi hình như là cuối năm chị nghe nói là có kết quả rồi. Dạ. Nói lại cho chị nghe được không? Tại vì chị quên mất tiêu rồi. Kết quả tiên sinh hay là? À, kết quả cuối kỳ á. Kiếm học sinh giỏi được hạng mấy ta? Dạ hạng 10. Giấy khen lấy được không cho chị ăn con? Có giấy khen luôn hả? Khó lấy. Khó lấy. Chỉ thôi. Chứ sao đi chứ vấn này. Không biết nhớ để đâu. Dạ, nếu như mà có giấy khen á thì đợt sau mình coi rồi xong rồi mình sẽ khoe với các cô chú nha. Dạ, thì cũng rất là vui luôn khi mà ngày hôm nay ghé lại thăm gia đình của mình rồi thấy được cái căn phòng thì đang sửa chữa cũng xong rồi. Thì cũng giống như thông lệ của mỗi tháng như vậy đó, chú Quỳnh sẽ gửi một cái số tiền về để mà lo cho bé Ti nè. Không biết là tháng vừa rồi chị Kiều có nộp sổ cho bé chưa? Có. Cho em mượn sổ với nha. Dạ. Ti có nhớ mỗi tháng âm cho Ti bao nhiêu không? Nhớ. Nhớ. Dạ. Dạ, đây.
Tháng vừa rồi thì chị cũng nộp là 1 triệu giống như lời chú dặn từ hồi trước tới giờ. Số dư trong sổ của bé hiện tại lên đến con số là 44 triệu 377 ngàn đồng rồi đó. Rồi, rất là nhiều luôn nha. Thật sự đây là một cái tài sản rất là to lớn đối với ở cái độ tuổi của bé đi luôn. Tháng này thì cũng vậy, đây là phần quà mà chú gửi cho Ti nha. Đủ tiền chưa? Đủ. Đủ rồi thì mình làm sao? Con cảm ơn anh. Con chúc ông nghỉ sức khỏe, luôn nãy được cười trên môi cho anh hạnh phúc. Rồi, đây là của bé Xuyên. Tháng này thì sẽ có thay đổi một chút xíu ha. Bất ngờ chưa? Dạ, con cảm ơn ông. Con chúc ông nghỉ sức khỏe. Luôn mạnh khỏe và luôn hạnh phúc bên gia đình, đó là cười trên môi. Tháng này chị nghe chú nói là tại vì em học hành thi cử nhiều quá nên là chú muốn bồi dưỡng thêm. Con cảm ơn ông, con chúc ông thật là nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và luôn gặp là nhiều điều may mắn. Dạ, còn đây là phần còn lại mà chú gửi cho chị Kiều nha. Con cũng cảm ơn chú rất nhiều, con chúc chú lúc nào cũng mạnh khỏe và vui vẻ bên gia đình. Dạ, cảm ơn chú Quỳnh rất là nhiều nha, vì lúc nào cũng yêu thương và dành tình cảm rất là đặc biệt đến cho đại gia đình của bé Ti luôn. Kính chúc cho chú lúc nào cũng sẽ được nhiều sức khỏe, lúc nào cũng sẽ vui vẻ và nở nụ cười trên môi nha. Bây giờ thì cho phép tụi con chào chú, chào các bạn.